chào các bạn nhé. Nay mình sẽ dẫn các bạn đi giăng lưới bắt cá nha mọi người nhé. Mình đang trên đường đi. Đây mình các bác này. À, ô, ở đây hai chạy heo lớn này hả? Ô, dâu má đã hề. Dâu má mọc tự nhiên này. Dâu má mọc tự nhiên này mọi người. Rồi rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp bác. Ủa, bây giờ mình răng đó, răng dưới này. Dưới này. Chắc có lẽ như vậy ạ. Lát nữa mình sẽ giăng lưới ở dưới hồ này nha mọi người nhé. À, cây thì cái lạc tiên này mọi người ạ. Quả này chín ăn ngọt lắm mọi người ạ. Này, quả nó như vậy nha mọi người. Đây, bác này bắt đầu là lội qua suối để giăng lưới nha mọi người nha. Trong bao này có mấy tấm bác nhỉ? 5 tấm luôn à? Wow, vậy là tuyệt vời rồi đấy. Chỗ này có sâu không anh? Tới đây. Chỗ sâu nhất là tới đây. Tiếp tục. À, vậy cứ bấm đó là hồi nào là dừng lại xong là tiếp tục là bấm cái đó. Cứ đông người đó, xong bây giờ đi có 3 người ta. Đông lắm nhưng mà bây giờ đi tới giờ làm đéo có thấy ai luôn. À, đây là anh này là dừng chai lưỡi chuyên nghiệp nha anh em. À, ông này riêng chỗ khu vực này là khu vực của anh là hành nghề bao nhiêu năm nay nghe anh em. Ờ, cả nhỏ cả to, cả bư cả trặm, cả chẹp, cả rô, cả lóc, cả chẹp chứ ở đây là anh nắm rõ hết nhá. Cả to, cả nhỏ, cả dài, cả ngắn gì là anh ok hết. Nhưng cả lóc chặt màng nữa. Đó. Khu vực theo sư phụ thì đang kiểu gì đây? Nói chung là bây giờ anh đây là ngư dân ở vùng sông nước khu vực Nam Na Giang này nha anh em. À. Ủa, hải thì đi chơi chứ có đi làm đâu. Còn ông bạn áo vậy. À. Hôm nay anh sẽ chỉ cho anh em tới đây để kiếm giăng lưới kiếm con cá về làm vài quay nghe anh em ơi. Anh em nào mà có hứng thú thì vào đây xem tí nhá. Ủa đây nó khỏi nó cá rồi. Rồi ok. Đây hôm nay bạc áo vàng này sẽ chỉ cầm cái tay mà cầm dưới phao á. Rồi bạc áo vàng này bạc sẽ chỉ cho hai anh cái trân này trải nghiệm của đi thả lưới của người ngư dân nha anh em ơi. Đây. Bây giờ là đi thẳng luôn hả? Đây. Đi vòng vòng được không? Muốn đi kiểu gì kiểu. Mọi người ơi. Đây bây giờ là đang thả tay lưới bao nhiêu đó bạc ngư dân? Lưới mấy này giới thiệu cho anh em rồi. 2 thôi. Bắt lưới hái nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thả bắt một đây. Ôm cái phao anh ơi, cầm cái này quay chung cho em ngay để quay để đăng lên Facebook cho mọi người bình luận chơi. Dạ ok. Đấy. Em xuống cầm cái tay bên kia cầm ở dưới cái phao á. Đây vừa nãy bên kia là anh Rom đang thả ở dưới nha anh em. Còn đây anh Bẹo đang con chuẩn bị cùng xuống nước, chuẩn bị xuống nước đấy nhá. Coi anh em trải nghiệm được cuộc sống thôn quê, làng quê, bắt cá sống nước nữa nhá. Nhưng mà anh không cần thả đây đâu, anh thả cái chiều kia cả. Gốc càng này cũng cứ thả luôn. Đây cả nhỏ là nước càng đó mới dễ dính. Đây bạc ngư dân đang để gọi là
cầm cái ở dưới cái phao á, cái tay mình kia cầm ở dưới cái phao á, không, cái tay mình cầm cái đóng lưới đó đó, mình cầm ở dưới cái chân phao á. Bác ngư dân đang chỉ kỹ thuật cho anh em thả lưới nha anh em. Để cho nó thả cho nó nhanh, với phần nữa là không có căng lưới được. Cái này căng lưới lắm rồi. Tay mình căng đầu chứ mình để thả rồi. Đây lưới, cái lưới hái của anh Rom đã thả ra được khoảng tầm 20 mét rồi nhá. Còn anh Bẹo bây giờ anh bắt đầu anh đang lôi ra để anh thả đấy. Đúng rồi, cái tay đó là cầm ở dưới phòng. Không, cái tay đó đó. Nè. Đây Hải Điệp TV mọi người. Chắc bị rối sao mà gớ quá trời. Mà xuống dưới kia mình thả ở dưới kia tít ra ngoài kia luôn mà. Sâu quá, có chỗ sâu quá. Không, chỗ kia nó nông quá. Bên cái bờ bên ngang bên kia kìa, bên cái suối bên kia. Qua bên đây chứ. Ừ, đi qua bên đó. Hải Điệp TV mà làm vài lon mặt đỏ bừng hết. Không, thật ra mình cầm ở trên mình rút que đấy, nhưng mà làm cái cách của bác chỉ là một tí là nó dối hết. Dối hết. Mình đâu phải dân nghề đâu mà. Không phải nghề đâu. Đây. Giờ mới học thả cá này mọi người. Ừ. À, cách ở đây khoảng 100 mét nha. Thôi bắt được con cá thôi. Này nước nước đây rất là yên bình ha. À, lượn sóng lăn tăn nha mọi người nhé. Trong xanh và mặt mẹ nghe nè. Mấy mình nhờ bác này. Đây mình nhờ bác này, nhờ bác này quay hộ. Ông về làm gì rồi, về chỗ Sài Gòn. Về rồi, lên vừa Tết về mà chưa đi lại đó. Tháng được mấy chị? Nó dính cái kìa, nhà thật thật cái kìa. Thống ít cũng nhiều. Thống ít cũng nhiều ha. Chưa đâu, cứ để cho Hải khoảng nó đi là lát được. Một tiếng. Một khoảng một tiếng sau. À 30 phút đấy nhỉ. Đây chúng mình sẽ có một thêm một khán giả đi cổ vũ chúng mình thả lưới nha anh em. Đây một khán giả gọi là nông nhiệt. Đây. Đây. Anh cảm thấy cuộc sống sống được đi thả lưới thế này sao anh? Ừ, anh khán giả này bảo là cũng chả biết sao nữa, cũng biết là có thú vị hay không nghe anh em. Ờ, thì mình thì cảm thấy cũng rất là thú vị đấy. Mình ngày xưa cũng tắm sông tắm suối đó, mà tắm nhiều quá muốn chết đuối thì bây giờ mình không giảm xuống nữa. Mình chỉ đứng trên này có thêm tí cho vui với anh em thôi. Đây anh Bèo anh thăm cái tay lưỡi cho anh em xem tí nào. Ô cá anh em ơi. Ô cá nhiều quá. Mà hơi xa nghe anh em. Cá thì nó nhỏ cho nên quay xa nó không chả thấy đâu. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh. Ờ mình sẽ tí nữa mình đi thăm lưỡi, mình thu lưỡi thu cá về mình sẽ cận cảnh vào cá nhá. Bên kia dính quá trời luôn kìa. Rồi ở dưới nước thì anh em đang thả lưới, nhưng mà trên bờ này thì anh em cũng đang là đổ thang để chuẩn bị anh em làm vai quái cho nó ấm lòng chiến sĩ nha anh em ơi. Ở đây đây là đây.
Ô mọi người, đây cá đây, đang bảo là có cá đây, đây 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 đây, để anh em mình sẽ đưa tới cho anh em thấy là cá nó dính là như thế nào nhá. Ờ đấy, thôn quê mình thì cảm thấy là nó rất là bình thường, nhưng mà anh em vào đây cả trải nghiệm cái cảm giác dính cá nó vui lắm đấy. Đây. Đây. Cá rô đây, rô con cá rô dính đấy. Đó, ok nhá. Một em đã, một em cua rồi. Rồi mình sẽ đợi trong vòng nửa tiếng mình cứu lại nha mọi người nhá. Xa lắm đấy. Bay lưới này 200 mét này. Cái này là mình trải nghiệm thả lưới giống như chơi trò trẻ con ngày xưa mà đi bơi đi lội tắm sông tắm suối nghe anh em. Ô mày mày cá ở dưới kia dính quá trời luôn kìa. Có con nào không? Ở dưới đây ít mà ở đoạn trên anh thả kia kìa. Không, có vẻ thăm tay lưới này anh em chúng mình đang còn có vẻ hơi bị thích thú nghe anh em. Đấy, có lẽ là tay lưới này chưa? Thả kiểu này là anh em mình thiếu thiếu môi nhầu rồi nghe. Nước sâu quá. Dài lắm, tay lưới này dài lắm. Khoảng hơn 100 mét mọi người ạ. Ôi dồi ôi. Có vẻ là nước hơi lạnh, anh em bảo là nước hơi lạnh đấy. Cái vùng sông nước Đắk Nông này nó là cũng nó hơi là có vẻ là lạnh đấy nha anh em. Nhưng mà anh em cũng cố gắng kiếm vài con về để anh em làm vài quay. Đó, khu vực cách ly cho đàn cá nằm trong khu vực lưới đó đấy. Đây. Anh Rom anh bảo là cá dính cũng khá khá ở bên dưới lưới rồi nghe anh em ơi. Đây, không biết cá gầy hay là cá béo. Trời. Anh em cảm thấy về khu vực thôn quê này của Nấm Nơi Giang Đắk Sông Đắk Nông này bây giờ khu này là dạng view hồ rất là đẹp nghe anh em. Ờ đó, view hồ đẹp, sông suối đẹp, quá đẹp luôn ấy. À, nhưng mà đây có cá nó dính đây. À cua. Con cua to đấy. Rồi xuống đây xem nào. Wow. Đây, mẹ lưới của anh Rom anh đang dính cua. Có sự thu hoạch rồi đấy. Rồi. Tay lưỡi của anh Rom đang anh đang xem thì có vẻ là hơi thất thu một tí nghe anh em, tại vì lần đầu trải nghiệm thả lưỡi cho nên là chưa có kinh nghiệm đấy. Ờ còn bên lăng xa xa kia thì anh Béo có vẻ đang khỏe, đang lùa cả bên kia nghe. Đây, anh đang còn làm rung râm râm ở bên kia đấy, khu vực xa xa hơn tí đấy. Đây, 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 anh em thấy cái chỗ mà nước đang tạc đấy. Rồi, mình sẽ tiến theo ông này nhá, xem... nước ở đây cũng khá là sâu. Họ lên tới đây là nông rồi nhỉ. Dính quá trời kìa mọi người. Ôi giời ơi, trốn đi. Hai mắt là một đấy hả? Rơi lên cao xem coi. Dính rồi. Quá trời luôn. Đây nè. Dính tiếp. Hôm nay qua đây nó thấy dính quá trời luôn mà. Nếu mà vào nó cũng vào rồi. Ôi giời. Đây, một em bằng tông.
hai em. Rồi dính rồi. Tiếp tục ba em. Ở đây cũng câu cá lòng tong đấy mọi nhá. Đây cá này, cá heo. Ồ, cá heo. Cá này là cá heo à. Mình không biết gọi tên đâu mọi người. Ồ, ồ dính rồi kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ui. Ồ, cứ dính thế này là tuyệt vời rồi. Thôi, lấy về mình gỡ xong được, lấy qua bên kia mình gỡ xong được. Đấy, dính tiếp cá mè dinh à? Đây gọi là mè dinh suối à? Ồ, dính nữa này, ba em một chỗ luôn. Ồ, dính cá chim này. Ồ. Ồ, này là bị dỗi rồi mọi người. Tiếp tục dính này. Thấy chưa? Wow. Tiếp tục này. Cứ thế là đấy, có tinh thần để đi thả rồi đấy. Tiếp tục dính nha. Ôi giời, thấy chưa? Tay này, dây này dính hơi bình nhiều lắm mọi người nhá. Úi giời ơi. Đấy. À, cá dính trắng ra bờ bên kia một tay. Ok con dê. What? Nguy hiểm thế mọi người ơi. Wow, mềm mề. Ô, cái này dính quá trời luôn mọi người ơi. Ô. Nặng không biết đấy. Nhưng mà chắc là bữa nhậu chắc là không sợ không nhá. Bữa nhậu là ok rồi. Vâng, vậy là video của Hoàng Linh đến đây là kết thúc nhé. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của Hoàng Linh trong thời gian qua nhé. Hoàng Linh chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé. Hoàng Linh xin hứa sắp tới Hoàng Linh sẽ ra những sản phẩm video hay nhất, đẹp nhất và mới lạ, hấp dẫn nhất ở tỉnh Đắk Nông để truyền tải đến cho mọi người xem nhé. Và bây giờ Hoàng Linh xin chào và hẹn gặp lại nha. Nếu quý vị thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Linh nha.